Hello, TV Dũng Cây xin kính chào quý vị các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ cắt cây thị để nhá. Hôm nay là chiết được này. Không. Đây nha, đây cây bắt đầu ra rễ này. Rễ nó thôi để tí nữa xuống xem đây. Xa lùm xùm. Rễ đây. Đấy. Đã đi. Đấy, đây là. Vâng, anh cắt cho em một phần. Thằng xéo biết đục. Vâng. Anh nhìn bên kia đấy anh ạ. Đây. Cây đã chiết thành công. Đã chiết thành công anh em nhá. Phải nói là chiết kinh khủng luôn. Vâng, ok. Được anh ạ. Đây, dễ. Đây, dễ đang ra này các bác này. Đây, dễ này. Rất khỏe này. Đây, dễ vừa cắt này. Đấy, thoải mái dễ rồi. Vâng, thưa các bác thì đã đến ôm chồng. Anh lên đi buộc dây chỗ này em phát. Rồi, chúng bắt đầu cắt bỏ. Tháo bầu xem thế nào. Cái dây này anh buộc lên đây em phải. Đây, hay cái dây này buộc gần chỗ này. Buộc dây á? Vâng, buộc vào cành này, điểm cành này. Lấy dây khác, dây ngắn anh. Nói hết lá này đúng rồi, nói dây lá đúng. Lá nào? Ờ thì nhưng tí bỏ được. Đây, dễ đây các bác nhìn này. Dũng vào hai lượt bầu nhá, cho nên là dễ này thì quá yên tâm các bác này. Đấy. Phải nói là rất lâu ra dễ, năm ngoái thì ra dễ non quá. À nó đất cũng bó nhão quá nhá thì chưa ra được bầu. Đấy, năm nay thì đây thì các bác thấy này. Dây ngắn anh ơi, lấy dây ngắn đấy. Đấy. Anh thít vào chỗ này, điểm này, đâm cân. Đấy. Năm ngoái, cũng chiết từ năm ngoái. Thưa các quý vị và các bạn như vậy. Nhưng mà năm ngoái là do là cái đất này nó mưa nhiều, Dũng không ép chặt, nó nhão quá. Thế là không ra được dễ. Thế Dũng lại chiết lại năm này đây. Như các bác thấy là mặt cắt của nó đây. Hơn 20, nó hơn 60, chỗ này vào 70 vanh các bác nhá. Còn điểm trên nó lại to hơn, chỗ này phải 100 vanh. Đấy, nó dị dạng. Đi ông câu ông dòng phát thôi, phát ông Tống ơi. Giờ bắt đầu để hạ cây xuống để trồng này. Quý vị và các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh, nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Dũng nhé. Đấy, hổ thì Dũng đã chuẩn bị đất, phân, ải trồng. Trồng tại vườn luôn. Phải nói là chiết cây siêu to khổng lồ luôn. Chắc là lần đầu tiên các quý vị các bạn nhìn thấy Dũng chiết, có người chiết cây to như này. Phải dùng cẩu, chiết cây phải dùng cẩu để cẩu thì quý vị các bạn cũng biết là nó như thế nào. Thế đi ông ơi, anh thít dây cái, cứ lên nhẹ nhàng. Đây. Dạ. Không ảnh hưởng gì đâu anh ơi. Tránh là được, con nặng dễ này thao hồ. Anh xuống anh đón vào em phát.
quay kiểu nào thôi. Cứ quay quay kiểu quay ra, quay quay lại, quay lại, quay lại. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Anh đặt vào giữa hố em phát. Xem nó nâu sông như nào. Cục con lại đi đi. À, xuống đi thẳng đi bạn ơi. Xuống thẳng đi. Xuống thẳng đi. Ok, đặt xuống thẳng đi, xuống thẳng đi. Xuống xuống nữa đi, xuống nữa đi. Tì hẳn xuống đi cho tì hẳn xuống cho đứng đi. À, anh lấp cho em phát. Cuốc bên này anh ơi. Phải nói là khủng khiếp. Cứ gạt nhẹ nhẹ theo phân trên, vòng quanh phân, ít ít bột vòng quanh. Rồi. Đấy, cái này thì không được dẫm nhá. Quý vị các bạn, rồng chỉ lấp này xong là tưới nước thôi. Tí nữa Dũng sẽ tưới nước luôn. Anh lấy bên kia đi anh, bên kia, bên cao kia, để bò bên thấp lại. Đấy, san đều cho em phân xuống. Phải nói là rất tuyệt vời. Kéo vào qua cò bầu anh, bên kia đi. Đừng bổ bầu trong nhá. Phải nói là chiết cây ngoại mục. Đấy, chiết cây phải dùng nguyên cẩu như thế này. Đây, quý vị các bạn nhìn người nhá. Đứng so với thân cây thì thân cây nó to hơn người. Anh gạt ngay chỗ này xuống anh. Cuốc gạt đây xuống kia. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau nhé.